Doctor Network, mạng xã hội thông tin y tế không thể thiếu cho mỗi gia đình. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Bác sĩ nói gì. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chủ đề rất là quen thuộc, đó là dinh dưỡng và sức khỏe. Và đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay đó chính là bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Lê Thục Đoan. Dạ em chào bác sĩ. Bác sĩ có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình cho em cũng như là quý vị khán giả đang xem chương trình biết được không ạ? Xin chào bạn MC, chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Bác sĩ nói gì. Tôi xin tự giới thiệu về mình, tôi là bác sĩ chuyên khoa Nguyễn Lê Thục Đoan. Trước đây tôi đang công tác tại Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe trực thuộc Sở Y tế. Và hiện nay thì tôi đang hoạt động tại Liên chi hội Bác sĩ Gia đình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thì rất là vui được đồng hành với lại chương trình của chúng ta với chủ đề là dinh dưỡng và sức khỏe. Dạ em chào bác sĩ Thục Đoan. Cụm từ dinh dưỡng là một trong những từ rất là quen thuộc đối với đời sống hàng ngày. Tuy nhiên thì để hiểu hết về nó thì thật sự là vẫn có nhiều người vẫn chưa hiểu hết được. Bác sĩ có thể giải thích rõ hơn về dinh dưỡng là gì giúp em được không ạ? Chào em với lại chào khán thính giả. Thì dinh dưỡng là những cái dưỡng chất hàng ngày mà chúng ta thu nạp vào cơ thể của mình, mục đích để hấp thu, chuyển hóa và để nuôi sống cơ thể của chúng ta hàng ngày. Dạ, vậy thì những dưỡng chất dinh dưỡng đó có vai trò như thế nào đối với cơ thể của chúng ta ạ? Dinh dưỡng thì rất là quan trọng đối với sức khỏe của chúng ta. Thì theo các nhà khoa học thì có rất là nhiều các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Cụ thể đó là di truyền nè, môi trường sống, rồi nghề nghiệp, yếu tố vận động, yếu tố dinh dưỡng, các thói quen về dinh dưỡng. Và trong đó thì dinh dưỡng hàng ngày sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta, cụ thể là tác động tích cực hoặc là tiêu cực thông qua những cái chế độ ăn uống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta ăn gì, chúng ta uống gì thì chế độ ăn uống đó sẽ ảnh hưởng cụ thể đến sức khỏe của chúng ta. Cụ thể là hiện tại dinh dưỡng sẽ giúp cho chúng ta khỏe, giúp cho chúng ta có thể tăng sức đề kháng. Còn về xa hơn thì dinh dưỡng sẽ giúp cho chúng ta có thể tăng cường được sức khỏe của mình, tăng cường sức đề kháng, phòng ngừa một số các bệnh. Và xa hơn nữa thì có thể giảm được các cái yếu tố nguy cơ của bệnh, phòng ngừa được một số các cái bệnh, đặc biệt là các bệnh rối loạn chuyển hóa, các bệnh liên quan đến chế độ ăn. Và ngoài ra thì thế hệ sau nữa thì dinh dưỡng nó rất là ảnh hưởng cụ thể luôn. Những em bé được sinh ra mà được những ông bố, bà mẹ khỏe mạnh, được nuôi dưỡng một cái nguồn dinh dưỡng tốt thì các em bé đó sẽ có cái tầm vóc tốt hơn, thể trạng tốt hơn và trí lực phát triển cũng tốt hơn. Em thấy là hiện nay thì có hai tình trạng diễn ra, một là sẽ bị suy dinh dưỡng, hai là sẽ bị béo phì. Vậy thì chúng ta sẽ làm như thế nào để cân bằng được độ dinh dưỡng mà cơ thể chúng ta hấp thu vào trong người ạ? Nếu Việt Nam của chúng ta cách đây khoảng 20 năm, 30 năm thì tình trạng phổ biến của dinh dưỡng đó là suy dinh dưỡng. Và nhà nước có những cái chương trình để mà chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ cũng như trẻ em suy dinh dưỡng. Thế thì đến thời điểm này thì cái nguy cơ gọi là thừa cân, béo phì lại là một cái vấn nạn của ngành y tế của chúng ta. Thì để cho những cái tình trạng suy dinh dưỡng hoặc là béo phì không xảy ra thì chúng ta cần có một cái chế độ ăn cân bằng, lành mạnh để mà chúng ta có thể kiểm soát được cân nặng của chúng ta. Bình thường thì chúng ta hay nghe Bộ Y tế khuyến cáo là nên cân bằng giữa các bữa ăn và có một chế độ ăn hợp lý. Vậy thì em không biết là tiêu chí để đánh giá một bữa ăn đúng là như thế nào ạ? Thì để một đánh giá được một cái bữa ăn đúng thì thứ nhất, chế độ ăn đó cần phải dễ thực hiện, dễ làm và có thể áp dụng lâu dài. Thứ hai là cái chế độ ăn đó phải đa dạng, phong phú các món ăn để mà đảm bảo được đủ chất và cân bằng. Và cái thứ ba quan trọng nhất đó là nó an toàn cho sức khỏe. Cụ thể luôn là với cái chế độ ăn đó là chúng ta sẽ khỏe, tăng cường được sức đề kháng và xa hơn nữa là có thể giảm được một số các nguy cơ về bệnh. Và nếu như cơ thể có một số các vấn đề về bệnh thì chế độ ăn đó có thể cải thiện được các cái bệnh lý đang có. Dạ, vậy thì không biết là một chế độ ăn hợp lý là một chế độ ăn như thế nào? Bác sĩ có thể giải thích rõ hơn không ạ? Cơ thể của chúng ta là một cơ thể sống, luôn xảy ra hai cái quá trình là sẽ tăng sinh các tế bào mới và các tế bào cũ sẽ mất đi. Thì hai cái quá trình này cân bằng thì cơ thể chúng ta sẽ khỏe, và nếu mà rối loạn mất cân bằng thì cũng cơ thể chúng ta sẽ gây ra bệnh. Thì một chế độ ăn uống hợp lý cân bằng sẽ giúp cho các tế bào mới được sinh ra sẽ khỏe hơn. Thì tế bào khỏe thì sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta khỏe. Một chế độ ăn uống hợp lý có nghĩa là cần phải đa dạng các món ăn nè. Thứ hai là cân bằng giữa các cái chất đa lượng và đủ các cái chất vi lượng. Thì các cái chất đa lượng cụ thể là cơ thể chúng ta cần mỗi một cái bữa ăn á là có 40% là chất bột đường hay còn gọi là carbon hydrate.
Đó. Thì các chất bột đường này sẽ cung cấp cái năng lượng chính cho cơ thể của chúng ta. Nếu thiếu thì cơ thể chúng ta sẽ mệt mỏi, không có tập trung, không có thể nào làm việc tốt được. Và ngoài ra các chất carbohydrate này, chất bột đường này còn cung cấp chất xơ, là một cái thành phần rất là cần thiết cho cơ thể của chúng ta mà cơ thể không tổng hợp được. Thứ hai là cơ thể chúng ta cần 30% là chất đạm, hay còn gọi là protein. Thì đây là cái chất mà để mà xây dựng cái cấu trúc cơ thể của chúng ta. Chất đạm thì gồm có đạm từ động vật và đạm từ thực vật. Cái yếu tố đa lượng thứ ba đó là cơ thể chúng ta cần 30% là chất béo, đặc biệt là các chất béo tốt. Thì những chất béo này sẽ cung cấp cho cái quá trình sản xuất ra các tế bào mới sẽ được hoàn thiện hơn. Ngoài ra, chất béo còn giúp cho các cái tế bào thần kinh, tế bào tim mạch, rồi tế bào thị lực, tế bào da, khớp, v.v. sẽ tốt hơn trong cái quá trình vận hành. Ngoài các yếu tố đa lượng này thì cơ thể của chúng ta cũng rất là cần các cái yếu tố vi lượng, bao gồm các loại vitamin, khoáng chất. Thì đây là những cái chất mà cơ thể cần một cái lượng ít thôi, tuy nhiên là cần phải cung cấp mỗi ngày. Cơ thể của chúng ta không có cái cơ chế gọi là dự trữ các cái loại vitamin, khoáng chất này đó, mà chúng ta cần phải bổ sung hàng ngày qua cái lượng thức ăn của chúng ta để mà cơ thể của chúng ta được vận hành một cách tốt nhất. Rồi, nếu cơ thể của chúng ta thiếu vitamin và khoáng chất 1-2 ngày, thậm chí 1-2 tháng thì cơ thể có thể gọi là tự bù trừ được. Tuy nhiên, cái tình trạng thiếu vitamin khoáng chất mà kéo dài 1 năm, 2 năm thì sẽ gọi là đưa ra một cái cơ thể nó sẽ mệt mỏi, suy kiệt, không có đủ chất. Một cái yếu tố vi lượng kế tiếp đó là dưỡng chất thực vật, thì còn gọi là phytonutrient. Thì đây là một cái dưỡng chất khá là mới, thì cung cấp các cái chất chống oxy hóa, có cái tác dụng là kháng khuẩn nè, tăng cường sức đề kháng và điều hòa các hormone trong cơ thể. Thì dưỡng chất thực vật này rất là cần cho cơ thể của chúng ta, đặc biệt là trong cái quá trình mà giúp cho cơ thể chúng ta chống lão hóa. Một yếu tố cuối cùng rất là quan trọng cho cơ thể của chúng ta đó là nước uống. Mặc dù không có calo, không có dưỡng chất, nhưng nước là một cái thành phần không thể thiếu của cơ thể của chúng ta. Đặc biệt là trong cái thời gian nắng nóng, hoặc là đối với những cái người mà vận động nhiều, tập thể hình hoặc là tập thể dục nhiều, thì chúng ta cần phải cung cấp nhiều hơn cái lượng nước để mà phù hợp với nhu cầu của thể trạng người đó. Lúc nãy em có nghe chị đề cập đến chúng ta nên có một chế độ dinh dưỡng lành mạnh. Tuy nhiên thì em thấy là những món ăn ngon thì thường là những món ăn giàu calo. Vậy thì chúng ta phải làm như thế nào để có thể cân bằng được giữa một chế độ dinh dưỡng hợp lý, lành mạnh và những loại thức ăn có nhiều calo? Bạn đặt ra một cái vấn đề rất là hay. Hiện nay thì chúng ta thấy những cái món ăn ngon, hấp dẫn thì thường được chế biến rất là cầu kỳ và rất là đậm vị. Thì chúng ta cần phải xác định với nhau các loại thức ăn chúng ta ăn hàng ngày sẽ cung cấp cho chúng ta hai vai trò. Thứ nhất là các thực phẩm cung cấp các cái chất dinh dưỡng mà cơ thể chúng ta cần. Và thứ hai là những cái thực phẩm mà cung cấp các cái lượng calo hoặc là năng lượng rất là nhiều. Thì thông thường những cái thực phẩm mà cung cấp những cái dưỡng chất thì thường nó không có ngon lắm, không được hấp dẫn. Còn những cái thực phẩm mà giàu calo, nhiều năng lượng thì thể rất là hấp dẫn. Ví dụ như những cái thực phẩm chế biến ăn liền nè, thức ăn nhanh nè, fast food nè, như gà rán, hamburger vân vân, thì đó là những cái thực phẩm rất là ngon nhưng cái hàm lượng calo, năng lượng rất là cao. Do đó trong cái quá trình mà chúng ta chọn lựa thực phẩm hay là chúng ta cân nhắc cái bữa ăn thì chúng ta cần chọn những cái thực phẩm mà giàu dinh dưỡng, những cái dưỡng chất mà cơ thể chúng ta cần. Còn những cái thực phẩm mà nó nhiều quá nhiều cái calo thì chúng ta phải thận trọng. Lý do là với những cái nguồn thực phẩm mà giàu calo, nhiều năng lượng như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng tới cân nặng, cụ thể là sẽ gây ra cái tình trạng thừa cân béo phì cho chúng ta nếu chúng ta không kiểm soát được cái lượng calo tốt. Doctor Network, mạng xã hội thông tin y tế không thể thiếu cho mỗi gia đình. Vậy để có một chế độ ăn uống cân bằng lành mạnh thì mình sẽ trải qua những cái bước thực hiện như thế nào vậy bác sĩ? Thì để có một cái chế độ ăn mà cân bằng lành mạnh thì chúng ta sẽ qua nhiều khâu, nhiều bước. Cụ thể hết, đó là cái khâu đầu tiên là chúng ta chọn cái nguồn nguyên liệu. Làm sao mà cái nguồn nguyên liệu đó sạch, nè, đảm bảo là ít hóa chất nhất có thể. Thứ hai, đó là cái quá trình chế biến thực phẩm, làm sao mà để đảm bảo được cái vệ sinh an toàn thực phẩm, cũng như chế biến làm sao mà cái lượng calo vẫn còn đảm bảo và những cái thành phần dưỡng chất nó vẫn còn đầy đủ đó. Và tốt nhất là chúng ta hãy sơ chế một cách đơn giản nhất những cái món ăn của chúng ta. Cái thứ ba là cái quá trình vận chuyển hay quá trình bảo quản hay quá trình lưu trữ thức ăn, thì chúng ta hãy làm sao cũng đảm bảo được vệ sinh an toàn thực phẩm, tránh gây ra những cái tình trạng là ngộ độc thực phẩm. Tại vì trong cái quá trình này nếu chúng ta không đảm bảo đúng cách thì sẽ rất dễ phát sinh những cái mầm bệnh có thể xảy ra trong cái quá trình vận chuyển thức ăn hoặc là bảo quản thức ăn hoặc là lưu trữ thức ăn để lại ăn hôm sau.
Một cái cuối cùng nữa đó là cái cách của chúng ta ăn cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Cụ thể là thời điểm nào chúng ta sẽ ăn trong ngày, hoặc là thời lượng ăn một bữa ăn, hoặc là cái chế độ ăn của chúng ta kết hợp với những cái loại thức uống hoặc là các loại thuốc thì cũng sẽ ảnh hưởng đến cái chế độ dinh dưỡng của chúng ta. Thường thì em thấy ngoài cái việc ăn uống hàng ngày ra thì chúng ta còn hay sử dụng các thực phẩm chức năng bổ sung như là omega 3 hay là DHA, hoặc là các thực phẩm mà mang tính bổ sung các dưỡng chất khác cần thiết cho cơ thể như vitamin. Vậy thì bác sĩ chia sẻ việc sử dụng thực phẩm chức năng bổ sung cho những dưỡng chất này không ạ? Thì cũng rất là cảm ơn câu hỏi của bạn MC. Thì chúng ta sẽ làm rõ với nhau các khái niệm sau đây. Thứ nhất là thuốc. Thì thuốc là một cái loại hóa chất và chúng ta chỉ sử dụng khi chúng ta có vấn đề về sức khỏe, cụ thể là chúng ta có bệnh. Và khi chúng ta dùng thuốc thì cần có cái sự chỉ định của bác sĩ, của những nhà chuyên môn. Thứ hai là dinh dưỡng, là thực phẩm thì chúng ta ăn uống hàng ngày, thì chúng ta có thể chọn lựa cái nguồn nguyên liệu chúng ta chế biến và chúng ta dùng thực phẩm hàng ngày. Và cái thứ ba là thực phẩm chức năng. Thì thực phẩm chức năng là những cái sản phẩm mà được các cái nhà chuyên môn, các nhà khoa học nghiên cứu và sản xuất ra với mục đích là để bổ sung thêm những cái dưỡng chất cho cơ thể của chúng ta, được tính toán dựa vào cái nhu cầu cơ thể của từng cá nhân. Thì tác dụng, vai trò của thực phẩm chức năng đó là làm tăng sức đề kháng của cơ thể, có thể cải thiện được một số các cái chức năng của các cơ quan trong cơ thể của chúng ta. Và cái thứ ba là có thể giúp cho cơ thể chúng ta có thể giảm được một số các nguy cơ về các vấn đề sức khỏe trong tương lai. Chúng ta cần bổ sung các loại thực phẩm chức năng hàng ngày với mục đích là để phục hồi, để bảo vệ cũng như tái tạo cái sức khỏe của chúng ta. Tuy nhiên, khi mà sử dụng các loại thực phẩm chức năng thì chúng ta cũng cần phải được cái sự hướng dẫn theo đúng cái cách sử dụng của nhà sản xuất để mà chúng ta có thể đạt được tối ưu cái hiệu quả của các cái sản phẩm này. Đồng thời, khi mà chọn lựa một cái loại thực phẩm chức năng để sử dụng thì chúng ta cũng cần tìm hiểu rõ cái xuất xứ cũng như cái nhà sản xuất đó có thực sự là yên tâm để chúng ta dùng được một cái sản phẩm có thể tốt và đạt được chất lượng như chúng ta mong muốn. Dạ, em thấy là một chế độ ăn uống lành mạnh thì rất là có lợi cho sức khỏe của mình. Vậy thì không biết là chế độ ăn liệu nó có ảnh hưởng đến quá trình điều trị cũng như là phòng ngừa các bệnh rối loạn chuyển hóa như là béo phì, tăng huyết áp, đái tháo đường hay là ung thư, và nó sẽ ảnh hưởng như thế nào ạ? Thì cũng chia sẻ với các quý khán giả, thì trong thực hành y khoa tôi thì điều trị gồm có dùng thuốc và không dùng thuốc. Thì trong đó điều trị không dùng thuốc thì bao gồm thứ nhất là liệu pháp về tinh thần, tâm lý, thứ hai là vận động, và cái thứ ba là chế độ dinh dưỡng. Thì chế độ dinh dưỡng chúng tôi cũng được xem như là điều trị không dùng thuốc để góp phần gọi là cải thiện cái quá trình điều trị. Và cụ thể luôn, đặc biệt là đối với những cái bệnh lý mà rối loạn chuyển hóa, ví dụ như là tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, ung thư, vân vân. Thì với những cái căn bệnh rối loạn chuyển hóa này thì chế độ ăn thật sự mà nói là có một cái phần rất là nhiều trong cái vấn đề cải thiện cho cái quá trình điều trị. Và cụ thể luôn thì trong thực hành hàng ngày chúng tôi vẫn hay nhắc nhở cũng như có những cái lời khuyên với lại bệnh nhân của mình, đó là nên giảm các cái gia vị ví dụ như muối nè, đường nè, mỡ nè trong cái khẩu phần ăn hàng ngày của mình. Nhân tiện đây thì bác sĩ có thể cho em xin một cái lời khuyên cụ thể đối với việc thực hành hàng ngày, là trong việc tổ chức một bữa ăn hay là một cái chế độ ăn để phòng ngừa các bệnh lý này được không ạ? Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì cái lượng muối mà mỗi một người dùng trong một ngày thì nên dưới 5 gram một ngày. Thì thật sự mà nói, trong thực tế, trong thực hành, để mà kiểm soát được 5 gram muối trong một ngày thật sự cũng là một cái vấn đề khá là không có thuận lợi lắm để mà chúng ta có thể tính toán cho những cái món ăn. Thì cụ thể là chúng ta có thể áp dụng là ví dụ như trong cái vấn đề nêm nếm các cái loại thức ăn hàng ngày của chúng ta có thể giảm phân nửa cái lượng muối so với trước đây. Thứ hai là trong cái quá trình mà chúng ta ăn hàng ngày đó thì chúng ta hãy giảm bớt những cái việc mà chúng ta chấm các loại nước chấm. Ví dụ như ăn các loại gỏi cuốn nè, hoặc là ăn những cái món ăn cần có chan nước mắm hoặc nước tương, thì chúng ta hãy giảm bớt cái lượng nước gia vị đó. Hoặc là ăn những cái gia vị, những cái loại cuốn mà chúng ta chấm thì chúng ta cũng nhẹ tay hơn. Hoặc là ví dụ như chúng ta ăn trái cây, chúng ta cũng bớt chấm nước chấm muối. Thì đó là những cái mà cụ thể hàng ngày để chúng ta giúp cho mình có thể giảm lượng cái lượng muối vào cơ thể của chúng ta. Ngoài ra thì chúng ta cũng cần giảm cái lượng đường đưa vào cơ thể, hoặc là giảm chất béo mà những loại chất béo không tốt vào cơ thể của chúng ta. Cụ thể luôn, trong cái thực hành hàng ngày thì chúng ta có thể chọn những cái ví dụ như sữa không đường, hoặc là sữa tách béo, hoặc là hạn chế những cái loại bánh ngọt,
thì đó là những cái thức ăn mà thực sự là không có tốt lắm cho cơ thể của mình. Bên cạnh đó thì bác sĩ có thể cho em cũng như là quý vị khán giả về những lời khuyên về về một chế độ ăn uống đúng cách, khoa học và lành mạnh thì mình nên như thế nào không ạ? Thì để có một cái lời khuyên với các độc giả trong cái vấn đề chọn lựa bữa ăn hoặc như có một chế độ ăn uống lành mạnh thì tôi có thể chia sẻ với các quý độc giả một số những cái hướng dẫn như sau. Thứ nhất là trong cái khâu mà mình chọn cái nguyên vật liệu để mình chế biến bữa ăn á, cái nguyên vật liệu có cái nguồn gốc mình yên tâm, nó đảm bảo là sạch và hạn chế tối đa cái lượng hóa chất trong cái quá trình nuôi hoặc là trồng các loại nguyên vật liệu này. Thứ hai là cái quá trình chế biến các loại thực phẩm này thì chúng ta hạn chế tối đa cái việc mà chế biến nó cầu kỳ quá, nhiệt độ cao quá hoặc là thời gian nấu nướng cao quá. Cụ thể luôn, với những loại thực phẩm mà chúng ta có thể ăn sống được thì chúng ta có thể tận dụng, cụ thể ví dụ như rau muống đi, chúng ta có thể bào ra chúng ta làm gỏi, đó là chúng ta có thể ăn sống, hoặc là chúng ta có thể luộc sơ đó, chứ hạn chế cái tình trạng chiên hoặc là xào. Hoặc là đối với những loại thịt thì chúng ta cũng hạn chế cái việc hầm hoặc là ninh hoặc là nướng ở những cái nhiệt độ cao và thời gian lâu. Thì quá trình mà chế biến thức ăn mà lâu với nhiệt độ cao thì nó cũng sẽ làm biến đổi cái calo cũng như cái cấu trúc trong cái loại thực phẩm đó. Thứ ba là chúng ta cần đảm bảo có cái quá trình vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình chế biến, quá trình vận chuyển hay là quá trình sử dụng. Một cái điều nữa là chúng ta cần cân bằng các cái thành phần đa lượng, cụ thể là chất đạm nè, chất béo nè và chất bột đường trong từng cái khẩu phần ăn. Và cái cuối cùng cũng muốn nhắc tới quý độc giả, đó là chúng ta hãy cung cấp đủ cái lượng nước cho cơ thể của chúng ta mỗi ngày mỗi ngày. Những cái món mà bác sĩ đề cập là khuyến cáo là chúng ta không nên ăn thường xuyên thì lại những cái món đó là thường rất là ngon và hấp dẫn. Không biết là đối với cộng đồng thì mình nên làm gì để mà cân bằng được sức khỏe cũng như là dinh dưỡng hàng ngày ạ? Thì với vai trò là một bác sĩ gia đình thì tôi cũng có một số những cái chia sẻ để mà cộng đồng của chúng ta khi mà thực hiện, khi mà áp dụng thì chúng ta sẽ có một cái sức khỏe gần như là toàn diện. Thứ nhất là chúng ta hãy kiểm soát cân nặng của mình, giúp cơ thể mình có được một cái cân nặng lý tưởng. Thứ hai là chúng ta hãy có một cái chế độ ăn uống khoa học và lành mạnh, cân bằng. Rồi. Thứ ba là chúng ta hãy khám sức khỏe định kỳ, mỗi một năm hoặc tốt hơn nữa là mỗi một 6 tháng chúng ta hãy khám sức khỏe định kỳ. Một cái nữa đó là chúng ta cần phải vận động, tập thể dục đều đặn mỗi ngày. Và cái cuối cùng mà cũng khá là dễ thực hiện đó là chúng ta hãy giữ làm sao cho tinh thần của chúng ta luôn là tích cực, luôn vui vẻ, luôn lạc quan. Đó là cái điều mà tôi muốn đưa đến với cộng đồng của mình. Xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Thục Đoan ạ. Những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Thục Đoan cũng đã khép lại chương trình Bác sĩ nói gì. Chương trình được đồng hành bởi App Doctor Network, mạng xã hội thông tin y tế không thể thiếu với mọi gia đình. Và xin cảm ơn bác sĩ Thục Đoan đã dành thời gian đến đây để chia sẻ cho em cũng như là quý vị khán giả những thông tin rất là bổ ích về dinh dưỡng và sức khỏe. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ tới.